Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá sầu riêng ngày 9 tháng 5 năm 2023 giá đi ngang. Tại khu vực miền Tây, Musang King từ 200 cho tới 201. Chuồng bò hàng đẹp dao động từ 60 cho tới 65.000 đồng. Chuồng bò Muso từ 50.000 cho đến 55.000 đồng. Ri6 hàng đẹp từ 63.000 đến 67.000 đồng. Ri6 Muso từ 55.000 đến 58.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 70 đến 75.000 đồng. Sầu riêng Thái Muso từ 60 đến 65.000 đồng. Tại các tỉnh miền Đông, Ri6 hàng đẹp từ 60 đến 63.000 đồng. Ri6 Muso từ 50 đến 55.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 60.000 đến 65.000. Sầu riêng Thái Muso từ 55.000 đến 60.000 đồng. Tại các tỉnh Tây Nguyên, Ri6 hàng đẹp từ 60 đến 63.000 đồng. Ri6 Muso từ 50 đến 55.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 60.000 đến 65.000. Sầu riêng Thái Muso từ 55.000 đến 60.000 đồng. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn, tùy lái, tùy địa phương, tùy đoạn đường vận chuyển mà giá sẽ có sự chênh lệch nhất định. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như